Hello, video này để Kim hướng dẫn cho mọi người cắt móng cho mèo sao cho đúng cách nha. Và đây là mẫu móng hôm nay của chúng ta, đây là Lucky, một chiếc mèo uốn ăn uốn ẩn. Lucky thì có một bộ móng chưa bao giờ được cắt nên là rất là dài, rất là nhọn và cực kỳ là sắc luôn đó. Và tất nhiên là với bộ móng như thế này thì bộ sofa nhà xe thì kiểu gì cũng gặp nguy hiểm, mà chưa kể nhá, xe lâu lâu còn có thêm vết tattoo nữa cơ. Nên là hôm nay cùng cắt móng cho Lucky nha. Móng của Lucky có phần thịt màu hồng và phần màu trắng. Cái phần màu hồng này mọi người đừng bao giờ cắt phải, tại vì nếu cắt phải thì sẽ chảy siro và đau lắm đó. Chúng ta chỉ cần cắt phần màu trắng này thôi nè. Và đây là các thao tác hướng dẫn cắt móng cho mèo. Bước 1 là chúng ta phải có một bé mèo với chiếc móng rất là dài. Bước 2 là đặt bé mèo nằm yên ở trong lòng của mình. Bước 3 dùng tay ấn nhẹ ngón chân của bé mèo để cái móng trồi ra. Và bước cuối cùng đó chính là cầm kéo lên và làm neo cho bé mèo nào. Đấy, rất là đơn giản luôn nè. Và mọi người nhớ cắt luôn cả phần móng chân sau cho các bé nữa nhé. Và cứ sau 1 đến 2 tuần thì mọi người lại cắt móng cho các bé mèo một lần, thì lúc đó cái sofa nhà bạn lúc nào cũng được an toàn và cũng không có sợ nguy hiểm khi mèo cào nữa. Đấy, tôi làm neo xong cho Lucky rồi nè. Hôm nay Lucky ngoan, quá cho Lucky 10 điểm, tối thử cho gói 3T luôn nha. Hello, video này để Kim hướng dẫn cho mọi người cắt móng cho mèo sao cho đúng cách nha. Và đây là mẫu móng hôm nay của chúng ta, tên là Lucky, một chiếc mèo uốn ăn uốn ẩn. Lucky thì có một bộ móng chưa bao giờ được cắt nên là rất là dài, rất là nhọn và cực kỳ là sắc luôn đó. Và tất nhiên là với bộ móng như thế này thì bộ sofa nhà xe thì kiểu gì cũng gặp nguy hiểm, mà chưa kể nhá, xe lâu lâu còn có thêm vết tattoo nữa cơ. Nên là hôm nay cùng cắt móng cho Lucky nha. Móng của Lucky có phần thịt màu hồng và phần màu trắng. Cái phần màu hồng này mọi người đừng bao giờ cắt phải, tại vì nếu cắt phải thì sẽ chảy siro và đau lắm đó. Chúng ta chỉ cần cắt phần màu trắng này thôi nè. Và đây là các thao tác hướng dẫn cắt móng cho mèo. Bước 1 là chúng ta phải có một bé mèo với chiếc móng rất là dài. Bước 2 là đặt bé mèo nằm yên ở trong lòng của mình. Bước 3 dùng tay ấn nhẹ ngón chân của bé mèo để cái móng trồi ra. Và bước cuối cùng đó chính là cầm kéo lên và làm neo cho bé mèo nào. Đấy, rất là đơn giản luôn nè. Và mọi người nhớ cắt luôn cả phần móng chân sau cho các bé nữa nhé. Và cứ sau 1 đến 2 tuần thì mọi người lại cắt móng cho các bé mèo một lần, thì lúc đó cái sofa nhà bạn lúc nào cũng được an toàn và cũng không có sợ nguy hiểm khi mèo cào nữa. Đấy, tôi làm neo xong cho Lucky rồi nè. Hôm nay Lucky ngoan, quá cho Lucky 10 điểm, tối thử cho gói 3T luôn nha.